Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình iGop Uniswap Classic. Đêm chương trình gặp này mình tiếp phần đi mô tả mở từ game Start Chatbot đâu bạn. Đây thì nguồn iGop này cũng có phong phối đâu bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho nguồn iGop mình chơi lên các bạn. Mình thấy cũng có tuổi nhưng mà chưa có thấy ăn được con những con Uni này các bạn. Chương trình iGop này nó sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 như tất cả các bạn. Rồi các bạn cho sao đây. Mình cũng định không có làm nhưng mình thấy nó trên nguồn người góp có phân phối đó nên mình làm các bạn. Rồi bấm start. Rồi bấm nút trang các bạn. V M A I A T B. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Rồi sai à. Z U S 5 rồi các bạn join kênh group chat thì mình join gọi các bạn theo qua thì các bạn follow cho Twitter nè, Twitter and like business firm. Rồi các bạn like các bạn nhập vào Twitter của nó. Rồi các bạn chờ nó chỉ nên trang cho Twitter cho mình chút xíu nữa tất cả các bạn. Twitter thì các bạn theo dõi nè, các bạn like và Twitter nè các bạn. Tôi biết bị giết cái game đó. Các bạn test lại. Rồi các bạn bắt đắp nha bạn. Rồi đây coi Binet Firm, các bạn nhấp vào Binet Firm nè các bạn. Đây mình đã tôi biết rồi nha các bạn. Các bạn copy tại các tab lên đi bạn. Thôi các bạn ấy rồi các bạn mới đắp lên đi các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút Uniswap Classic. Rồi các bạn bấm vào Uniswap Classic thôi. Do you want a... Đây là lên sàn nữa các bạn. Rồi bạn bấm Startup nha bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ username username MMO của anh. Rồi bạn gửi support nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ EC20.YouTube.LetMaserWallet nha bạn. Bạn copy địa chỉ attack của mình nha bạn. Rồi bạn sẽ chép lại nha bạn. Các bạn gửi lên cho bot nè. Rồi các bạn gửi cho bot nha bạn. Rồi các bạn lấy lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân là những thêm tục cần nha bạn. Các bạn bấm balance chia số cần nè. Rồi các bạn bấm bếp link withdraw vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 để rút tiền các bạn. Vậy video kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nhé.